Hello anh em và chào mừng anh em quay trở lại với Nguyễn Công PC. VSP là một thương hiệu làm màn hình mà mới gần đây anh em đã biết được, mà mình nghĩ là anh em, nhiều anh em biết rồi, bởi vì là họ có thế mạnh về giá cả. Khi mà chúng ta có một cái cấu hình, một cái chi tiết thông số nó xịn sò ở trong cái tầm giá của họ. Và ở đây mình đang có một cái màn hình, đó chính là IP2407S. Thì nếu mà chỉ nói đến đây thì chắc chắn là anh em đã thấy quen mặt rồi, bởi vì là những chiếc 2407S mà 75Hz ấy thì đã có rất là nhiều bên làm rồi. Tuy nhiên thì đây sẽ là một trong những phiên bản mà nó nâng cấp hơn, và phần nâng cấp hơn này cực kỳ ngon, đó chính là 100Hz. Và chi tiết ra sao thì hãy cùng mình bắt đầu video để thử xem là chiếc màn này nó có gì hay. Và đặc biệt là đương nhiên rồi, cứ mỗi một sản phẩm mình lên chắc chắn là sẽ có deal hời dành cho anh em. Để đến cuối video nhá. Trước tiên nhá, thì để nói về tổng quan thiết kế cũng như là giá thành đi, thì mình thấy là đây là một chiếc màn hình mà như VSP có công bố là dành cho đối tượng văn phòng, thì đương nhiên là những gì thuộc về văn phòng nó phải đáp ứng được tốt. Anh em thì thấy là một cái thiết kế rất là basic và cơ bản. Khi chúng ta có một cái chân đế mà mình cũng chẳng có nhiều điều gì để nói cả, bởi vì cái chân đế này nó chỉ là một miếng nhôm cơ bản, thế là thôi. Còn đâu là anh em vẫn chỉ có thể là kiểu nâng hạ các thứ. Thực ra đây không phải nâng hạ đúng không, mà đây là gập lên gập xuống để tùy chỉnh được góc nhìn của anh em nhá. Không những thế là cái thiết kế của nó, thiết kế cái phần màn hình này, anh em có thể thấy là nó rất là mỏng. Mình đoán ở đây nó còn chưa đến một phân ở những cái phần mỏng nhất, còn phần mà dày nhất thì mình đoán ở đó khoảng 2 phân đến 2,5 phân gì đó. Thì như vậy cũng đã là rất là mỏng để cho anh em có thể để vào nhiều góc khác nhau này. Và đằng trước thì chúng ta cũng sẽ có một cái màn hình, nó có thể gọi là ba cạnh không viền đi. Ba cạnh viền rất là mỏng, anh em có thể thấy là cái phần này nó rất là mỏng này. Và mình nhìn cái kiểu thiết kế này nhá, là tuy nó không độc lạ nhưng mà nó kiểu anh em rất là dễ nhìn ấy. Chúng ta nhìn vào đâu chúng ta vẫn hoàn toàn thể chấp nhận được. Và ở dưới thì đương nhiên rồi là cái tầm màn hình này ấy, đương nhiên là nó sẽ có một cái viền hơi dày hơn một chút và để logo của VSP ở đây. Đó, thì đấy là về mặt trước. Còn mặt sau thì chúng ta cũng tương tự như vậy, có một cái logo VSP chấm hết. Thì đấy là những cái gì mà mình thấy là ở trên một chiếc màn văn phòng mà giá tầm giá nó chỉ tầm 2 triệu, hơn 2 triệu một tí, có thể làm được như vậy đã là rất tốt rồi. Và thêm một cái điểm nữa mà mình thấy là cái màn này chính xác là VSP đang hướng đến đối tượng văn phòng, đó chính là về phần cổng kết nối. Vì là một chiếc màn hình giá rất là dễ tiếp cận, giá cực kỳ phổ thông luôn, thì họ không cần trang bị quá nhiều cổng kết nối trên đây. Nhưng nó đủ như thế nào? Đầu tiên chúng ta sẽ có một cổng HDMI này. Đương nhiên rồi, là một chiếc màn hình thời điểm hiện tại thế kỷ 21, sắp thế kỷ 22 chưa thì mình không, bây giờ mới 2023 chưa. Nhưng mà ở trong thế kỷ 21 thì chắc chắn là HDMI nó là một cái chuẩn cực kỳ phổ biến. Đương nhiên là chúng ta có. Và có thêm một cái cổng kết nối nữa. Nếu như anh em chỉ nhìn qua về thông số, chỉ đánh giá qua một chiếc màn hình, anh em nghĩ đó là cái lùi, đó chính là cổng VGA. Nhưng không nha, cổng VGA này đến bây giờ nó vẫn có giá trị. Chẳng qua là anh em xem kênh của mình hầu hết đều là anh em gaming, thế nên chúng ta sẽ đánh giá thấp cái cổng VGA này. Thực ra thì cũng đúng thôi, bởi vì VGA nó không support tần số quét quá cao này, nó không truyền được âm thanh này, và nó cũng không truyền được tần số quét quá cao cũng như là kiểu dạng là độ phân giải lớn đâu. Nhưng mà cái này mình phải nhấn mạnh anh em là hầu hết những bộ PC văn phòng, những bộ cây đồng bộ mà có sử dụng ở trong các công ty kiểu làm văn phòng là chính kiểu Word, Excel hay là văn bản các thứ ấy, họ vẫn sử dụng VGA rất nhiều. Và anh em cũng có thể để ý là bây giờ nhá, kể cả những cái máy chiếu tiền chục triệu đi, tiền rất là đắt, nó vẫn có cổng VGA, bởi vì là môi trường văn phòng chúng ta cũng chỉ cần đến một cổng VGA là đủ. Thì ở đây chúng ta cũng có trang bị đây để tránh cho trường hợp là bây giờ ví dụ đi là VSP nghĩ là bây giờ anh em không dùng VGA nữa rồi, lừa cổng này đi. Thế bây giờ nếu mà chúng ta vào một công ty có mấy chục bộ máy cây đồng bộ nó vẫn có cổng VGA, và vì đen lắm đi là không có cổng HDMI, thì bây giờ tự nhiên lại phải mua đâu đó gần 100 bộ chuyển nữa cho 100 bộ máy à, đúng không? Thì như vậy VSP đang hướng đến đối tượng đó chính là văn phòng, và văn phòng đây là văn phòng phổ thông thì họ đang làm rất tốt. Và thêm một cái nữa anh em có thể để ý là ở trên chiếc màn hình của chúng ta có hai cổng audio 3.5, và trong đó có một cổng là audio in. Cái điểm này là cái điểm hay, bởi vì là chiếc màn hình của chúng ta tuy mức giá cực kỳ rẻ là đâu đó khoảng 2.1 triệu thôi, nhưng chúng ta đã có được cái loa ngoài rồi anh em. Nghĩa là anh em không cần phải mua thêm loa nữa, mặc dù đương nhiên rồi là loa những trên chiếc màn hình ấy nó chỉ đơn giản là trang bị thêm để cho anh em có thể nghe được âm thanh thôi, chứ nó chưa đến mức là quá hay. Nhưng mà như vậy đã là rất là tốt, bởi vì là nhiều công ty, nhiều văn phòng chúng ta cũng không có dùng loa ngoài đâu, tốn tiền ra đúng không? Loa tích hợp ở trên một chiếc màn hình mà đâu đó khoảng hơn 2 triệu thì như vậy đã là rất ok rồi.
và nó vẫn có cổng out dành cho anh em, để cho anh em có thể là ví dụ nhiều anh em giàu hơn, anh em nhiều lúa các thứ hơn, trang bị thêm cho mình một cái loa thì nó vẫn có cổng audio out để cho anh em có thể cắm được thêm. Đó, chỉ đơn giản là như vậy thôi. Trước màn hình này chúng ta về phần thiết kế nó không có nhiều điểm nổi bật để cho anh em có thể là nhấn mạnh vào nó, nhưng nó hoàn toàn đủ với hầu hết tất cả các nhu cầu văn phòng. Như vậy đã là rất là tốt rồi đúng không? Mình đâu có cần thừa gì đâu. Mình không cần là quá nhiều cổng kết nối ở trong cái tầm này cả. Miễn sao là nó phục vụ đủ tất cả các nhu cầu của mình thì chiếc màn này nó làm được như vậy. Đấy. Còn về cái phần gọi là nút điều chỉnh ấy thì mình vẫn hơi buồn một tí là vẫn còn sử dụng hầu hết là tất cả các nút thôi. Chúng ta không có joystick. Thì nếu mà có joystick thì 10 điểm cộng 1. Ok. Đấy, đơn giản là như vậy. Và tiếp theo chúng ta biển đến cái phần mà mình nghĩ là anh em sẽ chú ý nhất ở trên chiếc màn hình này, đó chính là về tấm nền. Chúng ta sẽ có IPS 24 inch Full HD và đặc biệt là 100Hz. 100Hz là một con số gì đó mà lúc khi mà mình mới đọc spec cũng như là cái trào lưu làm 100Hz ấy, mình bảo là tại sao màn hình văn phòng lại cần 100Hz cơ chứ? Chúng ta chỉ cần 60 là căng thôi mà. Nhưng không, mình đã nhầm khi mà mình được trải nghiệm trên chiếc màn hình này cũng như là rất nhiều chiếc màn hình 100Hz khác đang có và sắp có trên thị trường. Đó chính là nó mang lại cho mình một cái độ mượt mà cực kỳ sướng luôn. Nghĩa là mình đã từng dùng 60 rồi này, mình đã từng dùng 75 rồi, thì 60, 75 cái sự khác biệt nó là không nhiều. Nhưng nếu như anh em, kể cả anh em dùng đang dùng 60 hay là 75, anh em lên 100Hz thì con số nó làm cho anh em sướng hơn rất là nhiều, nó mượt mà hơn, nó gần như tương đương được với cả 120Hz. Anh em không chỉ đơn giản là di chuột nó mượt nhá, anh em lướt web này, anh em lướt bản Excel hay là bản Word nó cũng mượt hơn, nó đem lại cho anh em một cái trải nghiệm mượt mà hơn. Và như vậy thì nó còn, nói chung là cái trải nghiệm nó sướng hơn nhiều lắm. Cái này thì mình không biết là anh em đang sử dụng một màn 144Hz rồi ấy thì anh em có nhận ra không, nhưng mà mình là một người sau khi mình dùng con MacBook rồi ấy thì mình dùng 60Hz quen mà, nhìn lại 100Hz nó đã cực kỳ luôn anh em. Cái này xứng đáng để trải nghiệm và xứng đáng để bỏ tiền ra trong cái tầm giá này luôn. Và giá nó có 2,1 triệu ở trên web thôi anh em, thực sự rất là ngon đấy. Còn về màu sắc nha, mình có đo bằng cái Spider X Pro thì nó cho ra một cái dải màu cũng khá là tốt, khi mà đâu đó 96-97% sRGB, xong là 73-75% Adobe và tầm hình như là mình nhớ là 78 DCP3 thì phải. Đây là một cái dải màu mà mình thấy ok. Và cái phần độ sáng ấy thì mình đang thấy là cái chiếc màn hình này, bởi vì là nó giá nó rất là dễ chịu, thế nên là đương nhiên cái độ sáng nó không thể là tốt như là 350 nit hay là 400 nit được. Nó sẽ chỉ đâu đó khoảng 225-250. Thì như vậy chiếc màn hình này nó sẽ phù hợp làm ở trong điều kiện văn phòng và có ánh sáng nhẹ nhẹ thôi nha anh em. Còn ở đây thì mình đang đóng hơi nhiều đèn, mình sợ là anh em sẽ thấy kiểu nó hơi bóng một tí thì anh em thông cảm, bởi vì là da mình thấy đen, đánh nhiều sáng lên tí cho nó trắng nhìn dễ nhìn. Đấy, về cơ bản thì như vậy. Còn về độ tương phản ấy thì nó cũng sẽ đảm bảo anh em ở cái mức là khá là ok, khi mà nó rơi vào đó độ tương phản đó khoảng 650-700, mình nhớ không chính xác con số nhá, thì editor tí nữa sẽ chèn vào cho anh em xem. Đấy, thì về tương phản, về độ sáng cũng như màu sắc như vậy thì thực tế chiếc màn này chúng ta nhìn nó như thế nào thì anh em có thể thấy video từ nãy tới giờ là mình đang chiếu một video 4K rất là phổ thông ở trên YouTube thôi. Thì mình có nhận ra được đó chính là về khoản màu sắc em nó làm khá ok, khi mà màu đỏ lên rõ này, màu xanh thì nó hơi bị ám vàng một tí xíu, một chút thôi, còn đâu tất cả mọi thứ thì mình đều thấy ok. Và cái màu sắc đem lại nó không quá rực rỡ, tuy nhiên nó ở cái mức trung tính và anh em có thể làm việc trong thời gian dài với cả chiếc màn hình này ok được. Và đấy, đấy là những gì mà mình nghĩ là chiếc màn hình này nó sẽ mang lại cho anh em rất là tốt. Còn như kiểu màu đen màu nhất thì mình sẽ không cần đánh giá quá nhiều, bởi vì là mình nghĩ nếu như anh em trải nghiệm chiếc màn hình này anh em sẽ nhận ra được ngay. Đó chính là độ tương phản của nó chỉ đâu đó khoảng 600-700 ấy. Thì cái màu đen nó khi mà anh em vào cái nền tối thì nó sẽ hơi bị nhờ nhờ một tí, nhưng mà cái độ nhờ nhờ này nó sẽ không quá cao mà anh em vẫn hoàn toàn có thể dễ chịu và chấp nhận được ở trên cái màn hình này trong tầm giá này. Đó. Đó là về tổng quan về chiếc màn hình nhá. Nhưng mà mình đang muốn nói về cái 100Hz ấy, là liệu anh em làm văn phòng có cần đến 100Hz không? Thì câu trả lời ở đây là có thật sự luôn. Nghĩa là khi mà tất cả chiếc màn hình văn phòng ngày xưa chúng ta đều nói là màn hình văn phòng chỉ cần 60-75 thôi, nhưng không, bây giờ thời đại nào rồi, càng ngày trải nghiệm của chúng ta càng phải nâng cấp lên, thì bây giờ một chiếc màn hình 100Hz cho văn phòng nó mới là chuẩn, sắp tới đây nó cũng mới là chuẩn, chứ không phải là 60 hay 75 nữa. Thì mình nghĩ là dần dần về sau thì nó sẽ bỏ dần cái 60Hz đi và anh em sẽ sử dụng được những cái màn hình đâu đó khoảng 75-100Hz nhiều hơn. Hiện tại bây giờ trên thị trường thì vẫn chưa có quá nhiều những mẫu màn hình 100Hz đâu, nhưng mà sắp tới đây mình dám chắc với anh em là nó sẽ xuất hiện rất nhiều, không chỉ VSP mà còn rất nhiều hãng khác làm màn hình văn phòng.
cũng sẽ làm cho anh em 100Hz. Và cái màn hình 100Hz này ấy, nó support cho anh em làm văn phòng như nào? Đó chính là anh em làm việc đã rất mượt mà rồi, sau đến giờ nghỉ trưa lúc 12 giờ anh em vừa ăn cơm vừa chơi game, nó cũng đáp ứng được tốt luôn. Nghĩa là mình đang muốn nói đến cái việc đó chính là những anh em chơi game ấy cũng không nên bỏ qua chiếc màn hình này. Bởi vì cái thứ nhất, chúng ta có một cái mức giá rất rẻ mà chúng ta lại có IPS, có Full HD và có tần số quét cao hơn, đó chính là 100Hz. Thì cái trải nghiệm chơi game của anh em, đặc biệt là những game FPS, à không, mình không dám chắc là FPS nó sẽ tốt, nhưng mà những game như ở AAA này hay là những game kiểu eSport thì nó sẽ đảm bảo cho anh em được cái trải nghiệm mượt mà hơn rất nhiều khi mà so với một chiếc màn hình 60Hz hay là 75Hz mang lại được cho anh em. Thì như vậy là cái chiếc màn hình này tuy là ở mức giá rẻ thôi, nhưng mà nó có thể phục vụ tốt cho anh em được nhu cầu văn phòng, cực kỳ tốt nhu cầu văn phòng, và bổ trợ cho anh em cái quá trình chơi game trở nên mượt mà hơn. Đấy, cái đấy là cái mình muốn nhấn với anh em, đó chính là chơi được cả game đấy anh em ạ. Và đây, bây giờ sẽ là đến cái phần mà mình muốn nhấn mạnh được với anh em, đó chính là chiếc màn hình này đang có giá ở trên Nguyễn Công PC giá niêm yết là 2,1 triệu. Tuy nhiên, sau khi anh em xem video này, anh em đọc thêm cả cái pass là ITNCPC với kinh doanh nhà mình, anh em sẽ được giảm trực tiếp chiếc màn hình này xuống chỉ còn giá là 1.990.000 thôi. Tuy con số này không nhiều, nhưng mà có còn hơn không, đúng không anh em? Thì với 1.990.000 anh em có một chiếc màn hình, có một thiết kế mà anh em vứt vào đâu cũng được, bởi vì cơ bản nó rất cơ bản, thế nên là nó không bị gọi là khó tính trong cái khoản decor, và nó cũng không bị kịch cưỡng khi mà anh em đút vào bất kỳ một góc nào, mà góc nào nó cũng có thể fit được. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó sẽ mang lại cho anh em tất cả những thứ gì anh em cần có. Nghĩa là cái nhu cầu nâng cao thì mình không dám chắc, nhưng mà với một nhu cầu cơ bản của một game thủ cũng như là một người làm văn phòng thì chiếc màn hình này nó đáp ứng được tất tần tật tất cả mọi thứ, từ màu sắc ổn định, độ sáng phù hợp sử dụng trong phòng, tần số quét tuy không phải là gaming nhưng mà vẫn được 100Hz, đảm bảo được tất cả những sự mượt mà. Và anh em thấy sao, chiếc màn hình này giá chỉ 1.990.000 khi anh em xem video này, anh em thấy sao thì để lại comment xuống bên dưới. Và đừng quên là bấm chuông cũng như bấm đăng ký kênh Nguyễn Công PC để chờ đợi mình trong những video tiếp theo. Bye.